Gần 900 thẻ đeo được phân phát cho các khu dân cư trên địa bàn huyện. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, huyện đã ghi nhận khoảng 100 người bị chó cắn, phải tiêm huyết thanh kháng dại. Giải pháp này vừa giúp phân loại quản lý chó trên địa bàn huyện, vừa giúp kiểm soát tình hình bệnh dạy một cách căn cơ, khoa học. Từ đó làm cơ sở tách đàn từ chó có chủ và vô chủ và xử phạt nguội với trường hợp chó có chủ nhưng lại thả rông.